thêm một đệ tử của Nguyễn Văn Đài nhập kho. Ngày 4 tháng 8 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra thông cáo báo chí về việc thi hành lệnh bắt khởi tố Nguyễn Trung Trực là một trong số những đối tượng cầm đầu của Hội Anh em Dân chủ. Ông Nguyễn Trung Trực này sinh năm 1974, là lao động tự do và được tổ chức Hội Anh em Dân chủ giao giữ chức vụ sau: trưởng ban điều hành chi hội Anh em Dân chủ miền Trung, trưởng ban đào tạo của Hội Anh em Dân chủ, phát ngôn nhân của Hội Anh em Dân chủ. Như vậy là tiếp sau Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, gần đây là dàn đại diện ba miền của Hội Anh em Dân chủ là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức, thì nay lại đến Nguyễn Trung Trực. Với một loạt các chức vụ được Nguyễn Văn Đài bổ nhiệm và được Hà Đông Xuyến, Ủy viên Trung ương Việt Tân mới tổ chức đại hội và bầu bán ra mới đây, khả năng con số đội ngũ cốt cán của Hội Anh em Dân chủ nhập kho chưa dừng lại. Gần đây, Pace đồng hành với No You tung ra ba bài series thể hiện sự bất mãn của một thành viên Hội Anh em Dân chủ với cách thức tổ chức đại hội bầu chọn những cá nhân đại diện cho Hội Anh em Dân chủ ở ba miền và thủ lĩnh mới thay thế vị trí của Nguyễn Văn Đài. Ở miền Trung, Trần Đức Thạch, sáng lập viên, thủ lĩnh miền Trung do Nguyễn Văn Đài dựng lên, bị Nguyễn Trung Tôn lập mưu thông qua thao túng lá phiếu, loại ông Trần Đức Thạch ra khỏi ban điều hành, đưa Nguyễn Trung Trực và phe cánh đệ tử vào nắm các vị trí lãnh đạo Hội Anh em Dân chủ ở miền Trung. Như vậy, sau Nguyễn Trung Tôn thì Nguyễn Trung Trực bị bắt có thể là do kiêm nhiệm và thao túng quá nhiều vị trí cốt cán nên phía cơ quan an ninh không thể bỏ qua. Miền Bắc được biết Phạm Văn Trội đưa Nguyễn Xuân Nghĩa vào ban điều hành, miền Nam Trương Minh Đức đưa nhiều đàn em vào nhóm điều hành. Hiện đã có nhiều lời đồn đoán Nguyễn Văn Đài bán đứng, dẫn đến việc cơ quan an ninh có đủ căn cứ khởi tố, bắt khám xét các thành viên chủ chốt của Hội Anh em Dân chủ thời gian qua, khiến một số thành viên của nhóm này phải la ó, chấm dứt việc tung tin bịa đặt, gây hoang mang, nghi ngờ lẫn nhau. Hội Anh em Dân chủ được Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội lập ra vào năm 2013 với tuyên bố quy tụ các nhà hoạt động dân chủ nhằm đấu tranh bảo vệ và thực thi các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế ghi nhận, đấu tranh dân chủ hóa đất nước, thực chất là nhằm thay đổi chế độ chính trị hiện nay. Hội này đã bị dư luận bóc mẽ là do một nữ ủy viên Trung ương Việt Tân là Hà Đông Xuyến điều hành.